Hello, xin chào các bạn Ở video hôm qua, mình có nói qua về vòng đấu ứng viên năm 1991 Để tìm ra kẻ thách đấu vua cờ Garry Kasparov Và người đó chính là siêu đại kiện tướng Nigel Short Sau khi ông đánh bại kỳ thủ mạnh nhất Hà Lan, Zantiman ở trận chung kết Nhưng trước khi đánh bại Zantiman Thì ông còn phải vượt qua một đối thủ cực kỳ khó nhằn tại bán kết Đó chính là cựu vua cờ Anatoly Karpov. Và tiếp tục với nội dung các ván cờ theo cầu Hôm nay mời các bạn đến với một trong những ván cờ giữa Nigel Short và Anatoly Karpov tại trận bán kết năm đó. Đây cũng là yêu cầu mình nhận được từ bạn Lê Đạt và bạn Phạm Thị Huyền Diệu. Không rõ hai bạn này có phải cùng một bạn hay không mà copy yêu cầu giống hết nhau. Nhưng mà không sao. Dù là hai bạn hay cùng một bạn thì cũng mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, đại kiện tướng Nigel Short được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4 cựu vua cờ Anatoly Kapov đã trả bằng nước tốt c5 triển khai thế trận phòng thủ Sicilian tiếp theo trắng đi mã F3, đen đi mã c6 trắng để tốt d4 gạ đổi tốt tốt đen là tốt trắng mã trắng ăn lại tốt đen đen phát triển mã f6 tấn công tốt trắng e4 trắng phát triển mã c3 bảo vệ tốt đen để tốt d6 mở đường cho tượng phát triển trắng phi tượng lên g5 tấn công mã đen đen đẩy tốt tốt e6 mở đường cho tượng lên e7 để chuẩn bị nhập thành trắng cũng lên hậu d2 chuẩn bị nhập thành trái chiều và theo đúng kế hoạch đen đi tượng e7 trắng nhập thành đen nhập thành trắng lui mã về b3 đen đẩy tốt a6 làm bà đạp đẩy tốt lên b5 tượng trắng ăn mã đen ở đây đen có thể lấy tượng ăn lại tượng trắng và kiểm soát đường chéo lớn nhắm về phía vua trắng nhưng mà thực tế thì đen lấy tốt ăn lại tượng trắng và bị tốt chồng. Có thể là đen muốn gây bất ngờ cho trắng trong tình huống này. Vì mặc dù bị tốt chồng và tượng hơi khó phát triển một chút, nhưng bù lại thì đen có thể dịch vua sang h8 để mở đường cho xe xuất chiến. Tiếp theo, trắng đẩy tốt h4, bắt đầu dâng cao hàng tốt triển khai tấn công bên phía cánh vua. Đen theo kế hoạch dịch vua sang h8, giải phóng ô cho xe sang g8. Trắng dâng tiếp tốt g4, đen cũng dâng tốt b5 triển khai phản công lại phía cánh hậu, trắng đẩy tiếp tốt g5 Gạ đổi. Nếu đen đổi tốt với trắng thì tốt trắng sẽ ăn lại tốt đen mở đường cho xe kiểm soát cột nửa mh không có lợi cho đen. đen mã mồ lấy tượng ăn tiếp tốt trắng xiên táo hậu và vua trắng thì trắng đẩy tốt f4 tấn công tượng đen mở đường cho hậu qua h2 chồng quân với xe dọa ăn tốt h7 chiếu hết đen sẽ thua nhanh chóng. do đó ở ván cờ thực tế Đen không đổi tốt với trắng mà cứ để nguyên đấy và đẩy tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã A4, đen bình xe G8 kiểm soát cột nửa mở G. Trắng đẩy tiếp tốt F4 bảo kê cho tốt G5 và gia tăng thêm áp lực về phía cánh vua của đen. Đen bình xe B8, trắng dịch vua sang B1, một nước đi dự phòng thường thấy của vua khi nhập thành cánh hậu. Ở đây đen có thể đi tượng B7 kiểm soát đường châu lớn nhưng mà thực tế đen lựa chọn lùi tượng về f8 chắc là đen sợ trắng sẽ đổi tốt vào f6 tượng đen ăn lại thì một mình hậu đen sẽ không thể bảo vệ được quân tốt ở d6 tiếp theo trắng lên tượng e2 đen để tốt e5 gạ đối tốt nếu trắng lấy tốt f ăn e5 thì mã đen sẽ ăn lại tốt trắng và kiểm soát trung tâm không có lợi cho trắng nếu trắng lấy tốt g ăn f6 thì hậu đen sẽ ăn lại và cột g được mở sông và cột g được mở thông cho xe đen kiểm soát cũng không có lợi cho trắng. do đó ở ván cờ thực tế trắng đẩy tốt f5 tránh giao chiến và bịt luôn đường chéo mà tượng đen đang kiểm soát. tốt đen ăn g5 tốt trắng ăn lại g5 xe đen ăn g5 như vậy đen đã quyết định đổi quân lãi được một tốt hết bị tốt chồng và có quân xe kiểm soát cột mở g tuy vậy thì cũng tạo điều kiện cho trắng kiểm soát được cột mở h giằng lên hậu F3, mở đường cho xe kiểm soát cột ở bD, ghim tốt đen D6. Sau đó có thể nhảy tiếp mã lên C5. Đồng thời tùy tình hình có thể qua H3 trồng quân với xe tấn công vào tốt đen h 7 Ở đây, đen có thể đẩy tốt H6 hoặc là để tốt F6 bảo vệ xe và mở thông hàng ngang số 7 cho xe và hậu có thể dễ dàng bảo kê cho tốt H7. Thế nhưng thực tế thì đen lại đi hậu F6 và đây là một sai lầm nghiêm trọng, một nước đi blunder. Nước đi này làm cho B6 bị suy yếu Trắng ngay lập tức nhảy mã vào B6 Biến thành mã bạch tuộc Đen lùi mã về E7 Trắng đổi mã lấy tượng của đen Xe đen ăn lại mã trắng Tượng trắng ăn tốt đen A6 và tấn công xe đen Đen chạy xe D8 Làm đối trọng với xe trắng trên cột D Trắng phi hiệu lên B6 Tấn công đôi xe và tốt đen B4 Đen lùi mã về G8 Mở đường cho hậu bảo vệ xe ở đây trắng có thể lấy hậu ăn ngay tốt đen b4, khi đó trắng sẽ hơn đen một tốt và có được hai quân tốt thông cột a và b. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng lại lựa chọn nhảy mã lên a5 dồn thêm quân triển khai tấn công trên mặt trận cánh hậu. Và đây là một sai lầm. Trước với sai lầm này đen để tốt d5 mở đường cho tượng bảo vệ tốt b4 và gạ đổi hậu. Nếu trắng đổi hậu với đen thì sẽ mất ngay quân chủ lực, ván cờ nhìn chung sẽ cân bằng. Do đó trắng không đổi hậu. Mà nhảy mã lên C6 kết hợp cùng hậu tấn công xe đen Đen chạy xe D6 kết hợp với hậu tấn công lại mã trắng Tốt trắng ăn tốt đen và bảo vệ mã Đen nhảy mã E7 tấn công đôi tốt và mã trắng Giờ trắng mới lấy hậu ăn tốt đen B4 và tháo ghim cho mã Mã đen ăn tốt trắng và tấn công hậu trắng Xe trắng thịt luôn mã đen Ở đây đen lên lấy xe ăn lại xe trắng Hậu trắng ăn tượng đen chiếu thì đen lùi xe về G8 tấn công lại hậu trắng. Nước tốt nhất cho trắng là chạy hậu E7 gạ đổi hậu, thì hậu đen ăn mã trắng. Hậu trắng ăn tốt đen dọa ăn tốt H7 chiếu hết. Đen đi xe G7 tấn công lại hậu trắng. Trắng kém chất hơn đen và chỉ có thể chiếu liên tục ván cờ sẽ hoa. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, không hiểu kiểu gì mà vua cờ Anatoly Kapov lại lựa chọn Lùi hậu về G7 để bọc lót cho tượng và tốt H7 Và máy tính đánh giá, đây là nước đi ngôn tình Chớp lấy sai lầm này, xe trắng ăn xe đen Xe đen G1 chiếu, trắng lùi xe về cản chiếu Xe đen ăn xe trắng, xe trắng ăn lại xe đen Tượng đen ăn hậu trắng, mã trắng ăn lại tượng đen Như vậy, sau nước đi ngôn tình Ván cơ được đưa về thể loại tam anh chiến lã bố Có nơi thì gọi là tam anh chiến lữ bố Thường miền Bắc mình sẽ gọi là Lã Bố, còn miền Nam gọi là Lữ Bố. Giống như họ Hoàng ở miền Bắc nhưng mà miền Nam sẽ gọi họ này là họ Huynh. Về điển tích Tam Anh chiến Lã Bố, bạn nào chưa biết thì tiện mình giải thích luôn. Đây là một điển tích trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, miêu tả trận chiến ở Hồ Lao Quan giữa chiến thần Lã Bố một mình chống lại ba anh em Lưu Quan Trương. Trên hình ảnh minh họa các bạn có thể thấy Ông cầm thanh long đao với mũ áo màu xanh này chính là Quan Vũ Tự Vân Trường Thanh long đao có tên gọi đầy đủ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao Đã cùng Quan Vũ vào sinh ra tử giúp ông lập lên kỳ tích qua năm cửa ải chém sáu tứ tào Tương truyền Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã được đội ngũ thợ rèn đệ nhất thiên hạ rèn ra vào ngày trăng tròn Khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao vừa được rèn xong bỗng nhiên gió bão bắt đầu nổi lên âm âm sau đó từ trên không trung rơi xuống 1780 giọt mưa máu. Người ta cho rằng đó chính là máu của con rồng màu xanh. Vì lý do đó mà nó đã được gọi với cái tên là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Theo sử sách ghi chép, Thanh Đao này cũng đã lấy mạng 1780 người. Tiếp theo, ông cầm bắt xà mâu xoắn xoắn chính là cậu em Trương Phi. Bát xà mâu còn được gọi là trượng bát điểm cương mâu. Cán mâu dài một trượng, mũi mâu uốn lượn như thân rắn người sử dụng nó phải có lực cánh tay rất lớn mới có thể tấn công đối thủ một cách hiệu quả và nó quả thực xứng đáng phù hợp với trương phi với bát xà mâu trong tay trương phi đã tung hoành khắp các chiến địa nổi tiếng nhất thời tam quốc cùng với lưu bị đánh quân khăn vàng đánh tào tháo ở xích bích vào tây xuyên diệt lưu trương trương phi và bát xà mâu cùng con ngựa ô vân đạp tuyết là một trong những sự kết hợp mạnh mẽ nhất thể hiện đầy đủ dũng khí của một tướng quân thời cổ đại Tiếp theo, ông cầm song kiếm, chính là Lưu Bị. Song kiếm của Lưu Bị có tên là Tam Xích Thanh Phong. Người đời thường nói, luyện đao trăm ngày, luyện thương ngàn ngày, luyện kiếm vạn ngày. Mà lại sử dụng được song kiếm như này thì nhất định không phải người tầm thường. Còn lại, ông ở giữa tả sung hữu đột với ba anh em họ Lưu Quan Trương, chính là chiến thần Lã Bố. Lã Bố 11 tuổi đã đánh bại đại lực sĩ giỏi nhất của dòng tộc. Sau này lớn lên, gặp tướng thì chảm tướng. Đối đầu với vạn quân không hề mảy may run sợ. Món vũ khí của lạ Bố tên gọi Phương Thiên Họa Kích là cây kích có đầu nhọn, lưỡi dao hình bán nguyệt, có thể đâm, rạch, đập chặt, móc, kéo. Phương Thiên Họa Kích cùng ngựa xích Thố giúp Lã Bố trở thành một mãnh tướng tung hoành biết bao chiến trường mà không hề run sợ. Mặc dù vậy thì tại trận Hổ Quan Lao, khi đối đầu với ba anh em Lưu Quan Trương, Lã Bố cố sức chống đỡ không nổi phải tháo chạy trở về thành. Quay trở lại ván cờ ngày hôm nay Liệu rằng một hậu có thể chống lại cả xe tượng mã hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp Đen hiệu G4 tấn công mã trắng Xe trắng D8 chiếu Đen chạy vua G7 Tiếp theo trắng nên đẩy tốt F6 chiếu và thí tốt Vua đen ăn tốt trắng thì mã trắng D5 chiếu Đen chạy vua đi đâu cũng sẽ bị mất hậu Giả sử đen chạy vua E6 hay là F5 Thì tượng trắng C8 chiếu xiên chết hậu đen Đen chạy vua G6 hay là G5 thì xe trắng G8 chiếu xuyên chết hậu đen. Đen chạy vua G7 thì xe trắng vẫn G8 chiếu. Vua đen ăn xe trắng thì mã trắng F6 chiếu bắt hậu. Trở lại ván cờ thực tế. Trắng đã không nhìn ra nước đẩy tốt F6 mà lựa chọn đẩy tốt A3 bảo vệ mã. Và ngập ngùi nhìn hậu đen ăn tốt trắng F5. Trắng lùi xe về D1 che chắn cho vua đen để tốt h5 để phong cấp trắng qua xe e1 tấn công tốt đen e5 đen đi hậu e6 mở đường cho tốt f7 tiến lên tiếp trắng đi tượng b7 đen theo kế hoạch đẩy tốt f5 trắng lùi tượng viện d5 tấn công hậu đen đen chạy hậu f6 trắng đẩy tốt c4 đen đẩy tốt e4 trắng đẩy tốt c5 và sau nước đi này có nên nhận thấy một mình hậu không thể đọ lại được sức mạnh của xe tượng mã kết hợp chụ vua cờ Anatoly Cabo biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua nếu tiếp tục thì ván cờ có thể diễn ra như sau như vậy với thế cờ Tam anh chiến lạ bố Đại kiện tướng Nigel Short đã xuất sắc đánh bại cựu vua cờ Anatoly Karpov. Chiến thắng này đã góp phần giúp ông lọt vào trận chung kết đấu với Gintyman và đạt được chiến thắng để giành quyền thách thức vua cờ Gary Kasparov. Ông trở thành kỳ thủ nước Anh đầu tiên chơi một trận đấu vô địch thế giới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.